Dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót theo chương 18 từ câu 23 đến câu 35 Vì thế, nước trời cũng giống như chuyện một ông vua kia Muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách Khi nhà vua vừa bắt đầu Thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua Mười ngàn yến vàng Y không có gì để trả nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con tài sản mà trả nợ bấy giờ tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lại thưa ngài xin rộng lòng hoãn lại cho tôi tôi sẽ lo trả hết tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương cho y về và tha luôn món nợ nhưng vừa ra đến ngoài tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y một trăm quan tiền y liền túm lấy bóp cổ mà bảo trả nợ cho tao bấy giờ người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ thưa anh xin rộng lòng hoán lại cho tôi tôi sẽ lo trả anh nhưng y không chịu cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ thấy sự việc xảy ra như vậy các đồng bạn của y buồn lắm mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện bấy giờ tôn chủ cho đòi y đến và bảo tên đầy tớ độc ác kia ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi vì ngươi đã van xin ta thì đến lượt ngươi ngươi không phải thương xót đồng bạn như chính ta đã thương xót ngươi sao rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ trao y cho lính hành hạ cho đến ngày y trả hết nợ cho ông ấy vậy cha của thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình